Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, bão lũ ầm ầm bồi thêm mưa đá vùi dập Trung Quốc, dường như ngày tận thế đã đến với cả con sông Trường Giang, nhất là con sông Dương Tử, con sông lớn nhất nhì Trung Quốc, khiến cho nhiều tỉnh thành miền Nam của Trung Quốc hoàn toàn bị thất thủ. Thưa quý vị, theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục ầm ầm dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc, khiến cảnh tượng nhà ngập, lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy hệ thống điện quốc gia của phía Trung Quốc bị đứt mạch, sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong nước lũ. Nhiều người cho rằng đây chính là những gì thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc để trừng trị cho thế giới. Theo những thông tin và hình ảnh của rất nhiều hãng thông tấn địa phương cho biết, rất nhiều ô tô, xe máy, đồ điện, bảng hiệu, thậm chí là người dân Trung Quốc trôi lênh láng dưới nước, đường đã biến thành biển luôn rồi. Không những thế, người dân của Trung Quốc còn đăng tải những đoạn video được ghi từ những chiếc điện thoại lên mạng TikTok, Weibo của Trung Quốc cho thấy rằng không chỉ những đợt mưa lũ quét ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về, Trung Quốc còn bị tàn phá bởi những trận mưa đá to bằng quả bóng hay bằng cái bát ô tô, khiến cho nhiều làng mạc và cây trái, hoa màu, vật nuôi bị tàn phá hết sức nặng nề. Thiệt hại ban đầu vẫn chưa thể thống kê được. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao, họ đang tỏ ra vô cùng lúng túng. Theo những hình ảnh cho thấy thì giữa căn nhà xây tới 3-4 tầng, chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ có biết hối hận và sám hối, ngồi tĩnh tâm lại để thiên nhiên ngừng tay trừng trị Trung Quốc mà thôi. Nhưng điều này quả thật là khó khăn, bởi vì tội ác mà Bắc Kinh gây ra cho thế giới thật không hề nhỏ một chút nào. Cho nên bây giờ làm gì thì làm, trời vẫn ra tay trừng phạt Trung Quốc mà thôi. Tuy nhiên, giới quan sát cho biết điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng phạt Trung Quốc. Bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền ông Tập Cận Bình thì rất tuyệt vời, nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc đại lục sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Lũ lụt, lũ quét, động đất, bão tố liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, khiến cho hàng triệu người dân của Trung Quốc đại lục phải đi sơ tán lánh nạn ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, thiên nhiên đã nổi giận, đó hoàn toàn là một sự thật. Đại họa đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình là điều đang xảy ra. Người dân vô tội đang phải gánh chịu thay cho chính quyền của ông Tập Cận Bình. Điều này thật quá đáng thương. Nhiều ý kiến cho rằng do sống tiểu nhân, ích kỷ, hẹp hòi và thâm độc, nham hiểm, chuyên đi xâm lược, cướp bóc hại dân, nên trời không thương và đất không dung. Thiên nhiên đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, ông trời thường rất công bằng. Ý kiến khác cho rằng thôi thì người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên của nó. Và quy luật sinh tồn bao giờ thiệt hại, đau khổ chỉ là những người dân Trung Quốc mà thôi. Những người có tiền, có điều kiện thì sơ tán chạy sang nước ngoài để tránh lũ lụt, tránh động đất, sóng thần và núi lửa. Người không có tiền, không có điều kiện thì đành phải di chuyển lên những vùng cao hoặc trở về những miền quê xa để lánh nạn hoặc qua Lào, qua Việt Nam để tránh trú. Quả thật, chứng kiến những hình ảnh và những đoạn video mà người dân của Trung Quốc đăng tải trên mạng TikTok trong những ngày vừa qua, hẳn chúng ta không kìm được nước mắt, và đó là tất cả tội lỗi do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra mà thôi, nên bây giờ họ đang nhận lại nhân quả báo ứng. Kính thưa quý vị khán giả, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này đăng tải những hình ảnh về trận mưa to, gió lớn trong những trận động đất sóng thần vào đêm ngày hôm qua, cho thấy rằng siêu đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà nước Trung Quốc bắt buộc phải ra lệnh mở tất cả 11 cửa xả của con đập Tam Hiệp để làm giảm nguồn nước từ nguồn trở về trong những ngày vừa qua. Theo ước tính của giới chuyên gia Trung Quốc thì mực nước đập Tam Hiệp đã lên con số gần 70 tỷ mét khối nước, và nếu như mực nước này bị vỡ thì nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện Trung Quốc nữa.
Trung Quốc đang đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ, lo lắng, sốt ruột. Nhưng nhiều nước trên thế giới lại tỏ ra vui mừng bởi họ cho rằng nếu thế giới không có tên Trung Quốc thì chắc chắn sẽ sống trong no ấm và hạnh phúc. Còn nếu như Trung Quốc vẫn còn xuất hiện thì chắc chắn tại vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông, Châu Phi và tất cả các miền trên thế giới sẽ bị Trung Quốc thôn tính. Thưa quý vị, theo các cơ quan chuyên theo dõi thiên tai hạn hán, lũ lụt, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ, Nga, Nhật Bản, trong những ngày vừa qua đã đưa tin, các bản tin nói rằng thiên tai sẽ tiếp tục xảy ra đối với phía Trung Quốc từ nay cho tới mùa đông năm 2023 thì mới thôi. Trung Quốc được dự báo sẽ phải gánh chịu tới 20 cơn bão và bồi thêm những trận động đất sóng thần suốt từ nay cho tới tháng 11 năm 2022. Và đây, người ta cho rằng chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải lãnh đủ bởi những gì mà Trung Quốc đã và đang gây ra cho thế giới. Nguy cơ lụt thảm khốc như đại hồng thủy năm 1998 ở Trung Quốc. Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay căng thẳng, đặc biệt là dọc theo các con sông nhỏ và trung bình. Do lượng mưa lớn hơn, mùa mưa kéo dài cùng với các điều kiện thời tiết biến động. Theo China Daily đưa tin, các cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo về mưa lớn mỗi ngày đối với các khu vực nhất định của Trung Quốc. Dọc sông Dương Tử, một số trạm quan trắc đã ghi nhận mực nước lũ vượt quá kỷ lục năm 1998 khi trận đại hồng thủy cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người ở Trung Quốc. Do đó, có nhiều lo ngại về một năm lũ lụt thảm khốc khác ở Trung Quốc. Nhận định về tình hình thời tiết ở Trung Quốc năm nay, các chuyên gia cho biết nguy cơ này là có, đặc biệt là ở các sông cỡ trung bình và nhỏ có hệ thống đê không được bảo trì trong nhiều năm. Mưa ở Trung Quốc kể từ tháng 6 đã vượt xa mức trung bình trong cùng kỳ, theo dữ liệu khí tượng. Từ ngày 1 tháng 6 đến nay, lượng mưa trung bình dọc theo lưu vực sông Dương Tử đạt tới 349mm, mức cao thứ 2 kể từ năm 1961. Lượng mưa năm nay thậm chí còn vượt mức cùng kỳ năm 1998 tới 15mm, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Lượng mưa ngày ở nhiều khu vực Trung Quốc ở ngưỡng chưa từng thấy trong năm nay. Có 31 trạm quan trắc khí tượng quốc gia ở 7 vùng, chủ yếu là ở trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử, đã ghi nhận lượng mưa ngày cao kỷ lục trong tháng 7. Các trạm khí tượng ở 13 huyện, trong đó có 10 trạm thuộc tỉnh Giang Tây, ghi nhận lượng mưa cao nhất mọi thời đại, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Trong đó, đợt mưa khắc nghiệt nhất là tại huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc, khi ghi nhận lượng mưa tới 999mm từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7, theo Yang Fanghua, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Ngoài ra, thời kỳ mưa mận Phun Rain kéo dài trong năm nay ở Trung Quốc cũng mang tới lượng mưa nhiều hơn. Mưa mận được đặt theo mùa mận chín ở Trung Quốc, thường xảy ra từ tháng 6 tới tháng 7, là giai đoạn mưa hoặc mây liên tục ở hạ lưu và trung lưu sông Dương Tử. Thời kỳ mưa mận ở Trung Quốc năm nay bắt đầu sớm hơn so với thông thường ở vùng phía Nam và dọc sông Dương Tử. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, thời kỳ này đã đến sớm hơn và dự kiến sẽ kéo dài muộn hơn. Wang Zhongguang, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc nhận định, theo ông, thay vì kết thúc như thường lệ trong giai đoạn cuối tháng 7, thời kỳ này có thể kéo dài tới giữa tháng, gây sức ép lớn cho nỗ lực kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử. Lũ lớn bất lực trước đền cổ hơn 700 tuổi của Trung Quốc. Khi lũ lụt ở Trung Quốc lên mức kỷ lục tại nhiều khu vực ở miền Trung và Nam Trung Quốc, video lan truyền trên mạng cho thấy một ngôi đền cổ 700 tuổi vững vàng giữa dòng nước lũ sông Dương Tử. Video đền Quan Âm của Trung Quốc bị nước lũ bủa vây hoàn toàn được đăng tải trên mạng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đền Quan Âm ở thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, cách Vũ Hán khoảng 80 km về phía hạ lưu. Video cho thấy nước lũ sông Dương Tử đã dâng cao đến mức mọi cấu trúc trong tầm mắt đều bị nhấn chìm ngoại trừ ngôi đền cổ, theo Taiwan News. Đền Quan Âm được xây dựng trên mỏm một đảo đá ở ven sông và đã vững vàng suốt nhiều thế kỷ, bất chấp lũ lụt, trong đó có các trận lụt gần đây nhất là Đại Hồng Thủy năm 1998 và lũ lụt năm 2017. Hình ảnh và video về lũ lụt của Trung Quốc năm 2017 cho thấy đền Quan Âm vẫn vững vàng dù nước dâng rất cao, trong khi xung quanh hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước lũ, ngôi đền vẫn nguyên vẹn và bên trong cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Khi đó, cư dân mạng xã hội Weibo đã sửng sốt vì hình ảnh này. Nhiều người khen ngợi sự vững vàng của ngôi đền cổ. Ngôi đền này phải được bảo vệ, chúng ta đang mất những ngôi đền rồi, một cư dân mạng bình luận. Một người khác cho biết cấu trúc này thật vững chãi, người xưa đúng là những kiến trúc sư xuất sắc.
Daily Mail cho biết đền Quan Âm có từ thời nhà Tống, có khả năng xây dựng từ năm 960 đến năm 1279 sau Công Nguyên. Kể từ đó, đền đã được các đợt cải tạo từ năm 1644 đến năm 1911. Các chuyên gia cho biết trong suốt thời gian tồn tại, ngôi đền cổ của Trung Quốc đã vượt qua được nhiều trận lụt lớn. Lý do Trung Quốc đột nhiên hứng mưa tồi tệ nhất trong 60 năm. Thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong vòng 62 năm qua trong một sự kiện được cho là chỉ gặp một lần trong đời người. Tân Hoa Xã đưa tin sáng nay tỉnh Hà Nam của Trung Quốc kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất đối với lũ lụt sau khi mưa dữ dội đã khiến ít nhất 21 người chết và 15 người bị thương, hơn 2.500 người phải di rời. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hà Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 lúc 3 giờ sáng nay. Cho đến nay, 21 người đã được xác nhận thiệt mạng do mưa xối xả ở khu vực trung tâm thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh. Vào khoảng 18 giờ ngày hôm qua, tàu điện ngầm ở Trịnh Châu đã tạm dừng mọi dịch vụ sau khi nhiều khu vực trong thành phố bị ngập úng nghiêm trọng. Hơn 150 chuyến tàu tại ga Đông Trịnh Châu bị đình chỉ với một số lượng lớn hành khách bị mắc kẹt. Từ 5 ngày nay, mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 290.000 cư dân của 31 quận và huyện của Hà Nam, 16.680 người đã được di dời đến nơi an toàn. Mưa lớn làm thiệt hại khoảng 23.000 ha cây trồng. Lượng mưa lớn được ghi nhận tại 794 trạm khí tượng trong tỉnh, trong đó có 6 trạm quan trắc khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết bắt đầu được ghi nhận ở Hà Nam. Đáng chú ý, trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, tổng lượng mưa lên đến 716,1mm đã được ghi nhận ở Trịnh Châu, cao hơn lượng mưa cả năm của thành phố là 648,8mm. Thành phố Trịnh Châu hứng chịu lượng mưa 301,9mm từ 16 giờ đến 17 giờ ngày hôm qua, mức cao kỷ lục theo giờ đối với Trung Quốc đại lục. Thành phố cũng đã phá kỷ lục lượng mưa trong một ngày của chính mình, đạt mức cao nhất kể từ khi trạm thời tiết của Trịnh Châu được thành lập vào năm 1951. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, dự kiến mưa sẽ tiếp diễn cho đến tối nay. Đợt mưa lớn đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra lốc xoáy và thảm họa địa chất ở vùng núi phía Tây và Tây Bắc của tỉnh. Mực nước các sông và hồ chứa vừa và nhỏ trên lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hải Hà đã lên nhanh chóng, dẫn đến ngập úng đô thị và đất nông nghiệp quy mô lớn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn nhận định của các nhà khí tượng học cho rằng cơn bão ở gần miền Nam Trung Quốc và địa hình của khu vực có thể là nguyên nhân chính gây ra lượng mưa xối xả bất thường. Theo các nhà khí tượng, bão số 3 đang tiến đến tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc đã phát huy tác dụng điều khiển từ xa đối với Hà Nam. Hơi nước được đẩy từ biển vào Hà Nam theo đường đi của bão và các luồng không khí. Khi dòng khí chạm vào các ngọn núi ở Hà Nam, nó sẽ hội tụ và khiến lượng mưa tập trung ở khu vực này. Các chuyên gia dự báo thời tiết dự đoán rằng chỉ khi cơn bão đến gần Trung Quốc và thay đổi đường di chuyển trên mặt nước và đổ bộ vào đất liền, Hà Nam mới dứt mưa. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.